Sáng ngày 6 tháng 7 tại tỉnh Bình Dương xảy ra một sự cố giao thông nguy hiểm. Xe đầu kéo đang ôm cua bất ngờ bị đứt xích làm nhiều cuộn tôn lăn xuống đường. Hậu quả của sự việc ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 6 tháng 7, xe đầu kéo biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chở hàng chục cuộn tôn chạy trên đường DT743 hướng từ ngã tư 550 xuống quân đoàn 4. Khi đến ngã ba giao di đại lộ độc lập thuộc địa bàn thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe rẽ trái. Khi đang ôm cua, xe bất ngờ bị đứt xích vàng, khiến nhiều cuộn tôn trên rơ móc lăn xuống đường. Tại hiện trường, hơn 10 cuộn tôn nằm ngổn ngang trên đường, nhưng rất may thời điểm sáng sớm dán người qua lại nên không hay bị gia trúng. Tài xế sau đó đã lăn những cuộn tôn vào sát lề đường và gọi xe cẩu tới để xử lý hiện trường.